Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 251. Chương 2501, địa điểm chính xác 2. Ánh sáng đỏ tươi nuốt chửng mọi thứ, 6 tầng quỷ vực của dương gian giải phóng, nhưng chỉ bao phủ được nhà ăn này mà thôi. Trong phạm vi nhỏ quỷ vực có thể bảo đảm trách nhiệm quan trọng của quỷ nhãn. Nhưng sau đó, một màn kỳ lạ xảy ra, 6 tầng quỷ vực dừng mọi hoạt động của linh dị của quỷ nhãn vừa mở ra lại thấy nhà ăn này lão hóa nhanh chóng. Những bức tường bong chóc, sàn gạch nứt nẻ, ghế móc meo, ánh đèn lúc này đã tắt. Nhà ăn sáng sủa đã thay đổi, biến thành một nơi linh dị âm u, mà ở đây lại đặt một chiếc đàn cũ kỹ đầy bụi bặm. Trước chiếc dương cầm dường như có người, người đó đang đàn giai điệu quỷ dị, người đó còn chưa hoàn toàn hiện ra. Bởi vì sự biến hóa xung quanh vẫn còn đang tiếp diễn, dương gian chỉ có thể ở lại trong tầng quỷ vực thứ 6 chờ mọi thứ kết thúc. Sau tầng quỷ vực đã dừng, mọi thứ có thể lưu lại ở đây. Xem ra bên trong không đơn giản chỉ có quỷ vực mà thời gian cũng hỗn loạn. Trong lòng dương gian cả kinh, tu duy của hắn rất bình thường, không bị ảnh hưởng, nhưng cơ thể lại không thể động đậy. Biến hóa xung quanh càng ngày càng nhanh, hắn đang thoát khỏi khách sạn Grand Seja ban đầu, bước vào một nơi quỷ dị. Có lẽ nơi này mới là căn phòng đã phong tỏa tất cả, sở hữu tiếng đàn dương cầm nguyền rủa cứ như chỉ những linh dị mới bị giam ở đây vậy. Thế mà khi bước vào được một nửa thì người ngồi trước dương cầm mới hiện ra, đó là một người. Không, là một cái xác khô, cái xác mặc đồ nữ đã cũ, da khô khốc dính sát vào xương. Đồng thời trên người đeo một số trang sức quý giá, chỉ là một vài thứ đó tối màu, vải dính bị, giống như đã ở đó nhiều năm. Một cái xác khô, quỷ nhãn của dương gian chuyển động, nhìn vào cái xác. Nhưng đột nhiên, cái xác khô trước đàn dương cầm đột nhiên quay phát lại, nhìn về phía dương gian. Cỏ của cái xác khô đó vậy mà khô khô, ngược lại còn là một. Cái đầu của người sống còn mới, là dáng vẻ của một cô gái khá xinh đẹp, chỉ là mắt đã trống rỗng, không có cảm xúc của người sống. Hương Lan, dương gian nhìn thấy đầu của cái xác khô, đồng tử co lại, lộ ra sự kinh ngạc tột cùng. Không sai, xác khô này vậy mà lại là Hương Lan. Không, chỉ là cái đầu của Hương Lan, cơ thể lại không phải. Chẳng lẽ ban đầu mình nhìn thấy Hương Lan cũng đã chết, cái đầu đã bị ác quỷ lấy đi. Lúc này trong lòng dương gian đầy nghi hoặc, nhưng sự nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Cái xác gắn đầu Hương Lan lúc này lại đứng dậy, hai tay nó bắt đầu rời khỏi chiếc đàn. Nhưng tiếng nhạc trên chiếc lại không dừng lại, dường như lời nguyền đã được giải phóng, dương cầm không cần có người đàn tiếp nữa. Cái xác khô đi về phía dương gian, nó không bị quỷ vực của dương gian ảnh hưởng, lúc này dương gian không thể động đậy, ngược lại ác quỷ có thể động đậy. Hơi thở lạnh lẽo truyền đến, khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. Lúc này mắt Lý Dương đang chuyển động, nhìn về hướng dương gian, dường như đang hối thúc dương gian giải phóng sự hạn chế của quỷ vực. Nhưng dương gian vẫn không động đậy. 6 tầng quỷ vực đang được duy trì, bởi vì hắn biết bản thân đã trở thành người ngoại lai, ác quỷ của đối phương ở đây, hai người không cùng vị trí. Sự xâm chiếm vẫn còn tiếp tục, nếu bây giờ hắn đóng 6 tầng quỷ vực thì không cách nào tiếp xúc dương cầm được. Lúc này ác quỷ đã ngồi vào đúng vị trí được chỉ điểm. Đến tấn công ta, chỉ cần tiếp xúc với ta một chút, ta lập tức có thể đóng 6 tầng quỷ vực vực lại, hoàn toàn đến vị trí của ngươi. Dương gian nhìn chằm chằm ác quỷ, hắn không lo sẽ bị giết ngay, vì hắn tin có thể chịu được sự tấn công của quỷ. Xác khô có cái đầu Hương Lan đã đến trước mặt dương gian, nó khẽ ngọ nguậy chiếc cổ, nhìn Đồng Thiến và Lý Dương bên cạnh. Dường như có ba người chọn cái gì, ác quỷ đang ở trước mắt, ba người lại vẫn bất động, vì dương gian, ở gần phía trước, cuối cùng ác quỷ chọn dương gian. Cánh tay khô khốc chậm chạp đưa lên, sau đó vươn ra hướng về tay của hắn. Bỗng, ác quỷ nắm lấy cổ tay dương gian, cánh tay với tốc độ mà người thường nhìn thấy được, nhưng cánh tay có vẻ đầy đặn có thịt có xương, khôi phục lại vẻ tươi tắn. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2502, người tên là A Nam 1. Quỷ bắt được dương gian hơn nữa tập kích hắn, một cánh tay của hắn bị ảnh hưởng của ác quỷ mà trở nên gầy gò khô quắt. Hơn nữa sự ảnh hưởng này còn đang không ngừng lan ra các bộ phận khác của cơ thể.
Chỉ cần thời gian mười mấy giây, Dương Gian sẽ hoàn toàn biến thành một cái xác khô. Nhưng giờ phút này Dương Gian không những không sợ hãi mà ngược lại đôi mắt còn lộ ra sự hung dữ tàn bạo. Mắt quỷ đã khép kín, sáu tầng quỷ vực đóng lại, Dương Gian lập tức khôi phục năng lực hành động. Bàn tay quỷ lạnh lẽo đen xì trong chớp mắt giơ lên, bóp cổ con ác quỷ trước mắt này, hình thành sự áp chế của quỷ thủ. Ngay lập tức, linh dị đang dần dần ăn mòn thân thể của Dương Gian biến mất, tình trạng thân thể hắn không hề tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng ác quỷ lại không bởi vậy mà đình chỉ hoạt động. Cái cổ khô gầy của ác quỷ cứng đờ vặn vẹo như máy móc, xương khớp cựa quậy cọ sát phát ra tiếng răng rác. Trên một gương mặt quen thuộc mà lại lạnh như băng lộ ra vẻ mặt quỷ dị, như là định há mồm nói gì đó. Nhưng mà ngay sau đó, Dương Gian giơ lên dao chẻ củi trong tay, không chút do dự chém vào con ác quỷ trước mắt. Dao chẻ củi gì xét loang lổ rất cùn, nhưng một khi chạm vào ác quỷ lại vô cùng sắc bén. Đầu của con ác quỷ này lập tức bị hắn chém thành đôi. Xác chết bị chia lìa, thân thể bị dao chẻ củi tách rời, cho dù là ác quỷ chân chính cũng sẽ bị áp chế mạnh. Có chút năng, lực này mà cũng muốn giết ta. Ta đã không còn là dáng vẻ lúc mới tới nơi này lần đầu tiên, hiện tại ta càng khủng khiếp hơn thứ đồ quỷ nhà ngươi. Dương Gian đột nhiên nhấc chân đá một cái. Thân thể ác quỷ bị đá bay ra ngoài, sau đó ngã ở nơi xa vẫn luôn không động đậy, cái đầu bị chặt xuống thì bị Dương Gian xách trong tay giống như một cái phần thưởng chiến thắng. Theo sau, bảy tầng quỷ vực khởi động lại bản thân hắn. Nguyên rùa của dao chẻ củi ở trên cổ biến mất, cánh tay héo rút gầy gò cũng khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, Dương Gian lại lần nữa trở nên hoàn hảo không có tổn thương gì. Thật lợi hại, Đồng Thiến thấy vậy, không nhịn được kinh ngạc cảm thán nói. Đội trưởng đã ra tay, đây là kết quả tất nhiên. Chẳng qua việc cấp bách lúc này là giải quyết nguyền rủa của tiếng nhạc quỷ dị này. Nếu loại nguyền rủa chắc chắn phải chết này là nhằm vào ý thức của người sống thì mấy người chúng ta đều có nguy cơ bị giết chết. Lý Dương tiến lên mấy bước, duỗi tay chạm vào cây đàn dương cầm cũ kia, ý định phá hủy cây đàn đó. Cây đàn dương cầm kẽo cà kẽo kẹt lung lay, vặn vẹo biến dạng, một số linh kiện không ngừng rơi xuống. Nhưng mà nguyền rủa bám vào trong cây đàn lại đang đối kháng với Lý Dương, khiến cho trong thời gian ngắn Lý Dương không có cách nào phá hoại cây đàn. Chẳng qua, dưới sự ảnh hưởng của linh dị, tiếng nhạc phát ra từ dương cầm cũng không được trôi chảy liên tục mà xuất hiện tình trạng đứt đoạn ngắt quãng, không thể liên kết nối liền với nhau thành một đoạn âm nhạc hoàn chỉnh. Có tác dụng, tiếng nhạc đang dần biến mất, Đồng Thiến hơi vui mừng nói. Tuy rằng áp chế có tác dụng, nhưng mà không thể triệt để áp chế, một khi ngươi buông tay ra thì tiếng nhạc sẽ lại tiếp tục vang lên. Dương Gian nói, nguyên rủa bám vào trên cây đàn dương cầm này giống như hộp bát âm trong tay ta, chẳng qua ta có một phương pháp tương đối tốt, Lý Dương ngươi tránh ra. Nói xong hắn bèn bê một cái ghế, đặt ở đằng trước dương cầm. Tuy rằng đằng trước dương cầm cũng có một cái ghế, nhưng đó là cái ghế mà ác quỷ đã ngồi lên, Dương Gian không muốn lây dính xui xẻo cho nên không muốn đụng vào. Được, vậy ta buông tay đây. Lý Dương không tiếp tục cứng đối cứng với cây đàn dương cầm quỷ dị này mà lựa chọn lùi lại nhường chỗ cho Dương Gian. Dương Gian lập tức tiến lên tiếp nhận. Hắn cắm cây giáo dài bị nứt xuống bên cạnh, sau đó giơ hai tay đặt lên cây đàn dương cầm cũ xưa vặn vẹo biến dạng, hỏng hóc nghiêm trọng. Tùy theo 10 ngón tay của Dương Gian nhịp nhàng lên xuống, một đoạn nhạc kỳ dị trống vắng vang lên. Tiếng nhạc tự động phát ra từ cây đàn dương cầm cũ xưa và đoạn nhạc mà Dương Gian diễn tấu đồng thời vang lên trong cùng một thời khắc. Hai đoạn âm nhạc rất tương tự nhưng rồi lại có một số điểm khác nhau, dường như là hai khúc nhạc trong cùng một bản nhạc. Giờ phút này diễn tấu cùng lúc lại có một loại cảm giác dung hợp với nhau, khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng vậy, là một loại cảm giác thoải mái, đã không còn loại cảm giác kỳ dị, linh hoạt kỳ ảo kia nữa. Đoạn âm nhạc linh dị này hẳn là có 3 khúc, một khúc nhạc là khi diễn tấu ra có thể sống sót, một khúc là khi biểu diễn sẽ phải chết chắc, một khúc còn lại thì ta chưa gặp được, ta cũng không biết nó sở hữu loại linh dị gì. Dương Gian một bên đánh đàn dương cầm một bên nói với Đồng Thiến và Lý Dương. Khúc nhạc mà ta nắm giữ chính là khúc nhạc có thể sống sót, còn gọi là nguyền rủa của hộp bát âm, người gặp phải loại nguyền rủa này thì chỉ cần tiếng nhạc không ngừng vang lên. Người đó sẽ không phải chết, đương nhiên, phải trả giá bằng việc chắc chắn phải chết khi tiếng nhạc dừng lại. Nguyên rủa của cây đàn dương cầm hẳn là khúc nhạc chắc chắn phải chết, chỉ cần khúc nhạc vang lên, người nghe được sẽ phải chết chắc,
nhưng cần phải diễn tấu hết khúc nhạc. Lúc trước ta đã từng bị nguyền rủa của cây đàn dương, cầm này tập kích, may mắn khi đó ta có nguyền rủa của hộp bát âm ở bên người, cho nên chưa phải chết, may mắn sống sót. Dương Gian lộ ra rất nhiều tin tức lúc trước của hắn. Cho tới hiện tại, rất nhiều bí mật đã không còn cần phải bảo mật, có thể chia sẻ cho đồng đội bên người biết. Không ngờ là như thế, Lý Dương cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trong thế giới linh dị vẫn còn tồn tại sự tình ly kỳ như thế. Ta cảm thấy giữa ba khúc nhạc này tồn tại quan hệ khắc chế lẫn nhau. Dương Gian nói, ta cảm thấy hoàn toàn có thể dựa vào nguyền rủa của hộp bát âm để triệt tiêu nguyền rủa của cây đàn dương cầm này. Hiện tại đàn dương cầm đang thả ra nguyền rủa, hắn cũng đang thả ra nguyền rủa. Linh dị va chạm lẫn nhau, kết quả nhất định là không phân cao thấp, cùng nhau mất đi hiệu quả. Phỏng đoán này rất mau được nghiệm chứng. Sau khi cây đàn dương cầm phát ra những nốt nhạc cuối cùng trong khúc nhạc nguyền rủa, đôi tay của Dương Gian cũng đột ngột dừng lại. Hai khúc nhạc quỷ dị đồng thời đình chỉ. Không có chuyện gì, không xảy ra bất cứ điều gì. Đồng Thiến quan sát bản thân mình, lại nhìn xem Lý Dương, còn có xung quanh. Hết thảy đều bình yên. Tiếng nhạc kỳ dị không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn họ bình yên không xảy ra chuyện gì. Đây là kết quả tất nhiên, cùng một loại nguyền rủa mà lực lượng linh dị không chênh lệch nhau mấy, cho nên hai bên đều mất đi hiệu lực. Dương Gian chậm rãi đứng lên, lại lần nữa nhìn chăm chú vào cây đàn dương cầm này. Nguyên rùa bám vào trên cây đàn dương cầm này nghĩa là dương cầm này là một đồ vật linh dị. Bản thân đồ vật linh dị đã có thể tản ra nguyên rùa, thế thì con ác quỷ ngồi trước dương cầm kia để làm gì? Vẫn là nói, đó là Hương Lan sau khi chết đi, ác quỷ thức tỉnh. Có lẽ sau khi Hương Lan chết đi còn bảo tồn một số thói quen lúc còn sống, cho nên ngồi ở trước cây đàn dương cầm này đánh đàn. Đáng tiếc, hiện tại Hương Lan chỉ còn lại một cái đầu tương đối hoàn chỉnh, phỏng chừng xác chết của nàng đều đã mục rữa hết rồi. Dương Gian, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta chẳng động đậy gì mà tự dưng đi vào nơi này? Đồng Thiến cau mày, phát hiện nơi này âm u lạnh lẽo quỷ dị, khắp nơi đều để lộ ra không hơi thở tầm thường. Các vị trí bất đồng không có cách nào giao thoa với nhau, phương pháp duy nhất chính là thông qua quỷ vực đánh vỡ cái giới hạn này, xâm lấn vào trong. Dương Gian nói, nhưng cần có tọa độ, nếu không sẽ dễ bị đi lạc, hoặc là không tìm được con đường chính xác. Vừa nãy con ác quỷ kia bắt lấy ta, cũng tương đương với ta đã bắt được nó, cho nên chúng ta có thể tiến vào nơi này. Nơi này hẳn là căn nhà linh dị không biết phong tỏa khách sạn Grand Seja kia. Thật là một địa phương đặc biệt, khó trách có thể giữ lại tất cả linh dị ở nơi này. Mắt quỷ của Dương Gian hơi chuyển động. Sử dụng 6 tầng quỷ vực mới có thể đi vào nơi này, từ đó có thể tưởng tượng được rốt cuộc căn nhà này đặc biệt tới cỡ nào. Quả nhiên, trong tình huống bình thường, tầm mắt của mắt quỷ đã chịu ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn rõ trong hoàn cảnh tối tăm mà thôi, không có cách nào xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy hết thảy của nơi này. Loại tình huống này cũng có nghĩa là quỷ vực của Dương Gian có phạm vi rất nhỏ. Nhưng mà căn nhà này không có cách nào phong tỏa linh dị của quỷ hồ. Dương Gian cúi đầu ngắm nhìn, vũng nước đang lan tràn ở dưới chân, rất nhanh đã bao phủ xung quanh. Vũng nước lan tràn hướng tới vị trí của cây đàn dương cầm cổ xưa kia, bao quanh nó. Cuối cùng cây đàn dương cầm này ở trong vũng nước chậm rãi chìm xuống, rất nhanh đã chìm xuống đáy nước, biến mất trước mắt mọi người. Dương Gian không định từ bỏ cây đàn dương cầm ký gửi nguyền rủa này, hắn quyết định mang theo nó đi. Cũng may thành công. Ai? Đột nhiên, Đồng Thiến chú ý tới điều gì, xoay phát cổ sang một bên. Một, gương mặt khóc lóc lập tức chuyển hướng. Phát hiện cái gì? Lý Dương cũng lập tức cảnh giác, hắn hơi híp mắt, nhìn về phía cửa nhà ăn. Cánh cửa nhà ăn đã bị phá hỏng, cửa kính pha lê đã bị vỡ, nhưng nhìn xuyên qua hoàn cảnh tối tăm vẫn như cũ có thể thấy được một bóng người mờ ảo đứng đằng sau cánh cửa kia. Không biết người đó xuất hiện từ khi nào, tựa hồ vẫn luôn đang âm thầm quan sát mấy người bọn họ. Không, cũng có thể đó không phải là người, mà là ác quỷ không biết tên vẫn luôn bồi hồi ở trong căn phòng này. Không đáp lại, sẽ phải chết. Dương Gian đanh mặt, lại lần nữa cầm lấy cây giáo dài bị nứt ở bên cạnh. Căn nhà này đã phong tỏa không biết bao nhiêu lực lượng linh dị, sự tình gì cũng đều có khả năng xảy ra, quỷ có thể giống người, người cũng có thể giống quỷ, cho nên cần phải vô cùng cảnh giác. Ta biết các ngươi, không... Chính xác mà nói là ta đã từng nhìn thấy ngươi. Người kia thế mà mở miệng nói chuyện.
Cánh cửa lớn kẽo kẹt một tiếng từ từ mở ra, một người đàn ông chậm rãi đi ra ngoài. Hắn trông có vẻ rất trẻ, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn, giống như là một sinh viên thời kỳ dân quốc. A Nam, Dương Gian càng nắm chặt cây giáo dài trong tay, hắn liếc nhìn cái đầu người chết đặt ở bên cạnh một cái. Theo manh mối mà hiện giờ hắn có được, tên A Nam này và Hương Lan kia đều là đã chết rồi mới đúng, sao có thể còn sống? Ngươi có thể gọi ta là Sở Nam, A Nam không phải cái tên cho ngươi gọi, chỉ có nàng mới có thể gọi ta như thế. Người đàn ông tự xưng là Sở Nam này vừa đi vừa nói, ngươi hẳn là đã chết. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói, một năm trước ta từng nhìn thấy ngươi và Hương Lan ở trong căn phòng kia, lúc ấy các ngươi còn rất non nớt, vô cùng sợ hãi khi gặp phải linh dị. Bây giờ ngươi hoàn toàn khác với lúc ấy, hiện tại ngươi là người hay là quỷ? Ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Với ngươi lúc trước hoàn toàn không giống nhau, vậy hiện giờ ngươi là người hay là quỷ? Sở Nam hỏi ngược lại. Tính tình của ta không tốt, lúc ta hỏi ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời, không thì ta sẽ không nhịn được mà chặt đứt cái đầu của ngươi, giống như thế này. Dương Gian chỉ vào cái đầu người chết ở bên cạnh. Sở Nam bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian, dường như bị lời nói của Dương Gian kích thích. Muốn ra tay sao? Lý Dương cũng cười, nụ cười rất quỷ dị, trong tay hắn bỗng có thêm một con dao nhọn dính máu. Đồng Thiên ở một bên khẽ động đậy cái cổ, gương mặt tươi cười quay ra hướng về phía người đàn ông kia. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2503, không ngừng lặp lại trải qua một. Trong nhà ăn tối tăm áp lực, tràn ngập không khí quỷ dị. Nhưng giờ phút này ba người Dương Gian, Lý Dương, Đồng Thiến lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông A Nam mới đột nhiên xuất hiện kia. Chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ra tay, chỉ cần có bất kỳ tình huống bất thường gì xảy ra, bọn họ tuyệt đối sẽ giết chết tên A Nam này ở đây. Rốt cuộc bất kể thế nào, người có thể xuất hiện ở địa phương này đều không tầm thường, là một mối nguy hiểm to lớn. Tuy rằng không biết ngươi là một loại tồn tại gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc chúng ta xử lý ngươi ở chỗ này, trừ khi ngươi có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho chúng ta. Dương Gian lạnh lùng nói, hắn cần phải biết rốt cuộc tên A Nam này là ai. Nếu tên A Nam này không nói, Dương Gian thà rằng cái gì cũng không biết cũng phải xử lý loại người này. Không bởi vì điều gì khác, chỉ là để đảm bảo an toàn của bản thân mà thôi. Người này ở trong nhận chi của Dương Gian là người đã chết. A Nam trừng mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian một lúc, lại chuyển ánh mắt nhìn sang cái đầu người phụ nữ đặt trên mặt đất kia, dường như đang tự hỏi điều gì. Một lúc sau hắn mới mở miệng nói, các ngươi làm thế nào tiến vào nơi này? Trả lời vấn đề của ta trước đã, A Nam. Dương Gian tiến lên phía trước vài bước, thái độ vô cùng cứng rắn. A Nam nói, ngươi đưa cái đầu kia cho ta trước. Ngươi không có tư cách đàm phán, hoặc là nói ra, hoặc là chết ở chỗ này. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, tốt nhất ngươi nên thông minh hơn một chút. Lý Dương cũng thể hiện thái độ cứng rắn nói. Đồng Thiến nói, nếu chúng ta ra tay, ngươi chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Ta khuyên ngươi vẫn nên lý trí một chút mới tốt. Đến cái chết ta cũng không sợ. A Nam nói, ta đã là một người chết từ lâu, chỉ là có đôi khi bản thân cũng không biết mà thôi. Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này, ở đây lâu rồi, ta sợ rằng không ai trong các ngươi có thể thoát khỏi. Ngươi nói nhảm quá nhiều, ta đã nói sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, đây là lần cảnh báo cuối cùng. Ngươi không cần cố ý nói sang chuyện khác, hay là ngươi cảm thấy chúng ta chỉ hù dọa ngươi, sẽ không thật sự ra tay sao? Dương Gian lạnh mặt nói. Ánh mắt A Nam khẽ nhúc nhích, các ngươi muốn biết điều gì, ta có thể nói cho ngươi điều mà ta biết, nhưng ngươi phải đưa cái đầu kia cho ta để trao đổi. Cái đầu của Hương Lan. Dương Gian nói, nếu ngươi chịu phối hợp, ta có thể giao nó cho ngươi, ta giữ lại thứ này cũng không có tác dụng gì. Ngươi nói trước, đây là chỗ nào? Nơi này là một căn nhà linh dị cuối cùng, không rõ số phòng. A Nam nói, tất cả ác quỷ có ý định rời đi đều sẽ bị nhốt ở trong căn nhà này, nhưng gần đây căn nhà này đã bị mở ra, ta không biết là ai đã mở ra. Ta và Hương Lan thoát khỏi cái hành lang kia, vốn tưởng rằng có thể rời đi, không nghĩ lại bị nhốt ở nơi này. Nơi linh dị này chỉ có hai người các ngươi sao? Dương Gian tiếp tục truy vấn. Không, cũng không phải chỉ có hai.
Người chúng ta, ngẫu nhiên chúng ta có thể gặp được một vài người khác, nhưng mà bọn họ đều bị nhốt ở nơi này giống như chúng ta, đang tìm kiếm đường đi ra ngoài. Điều mà chúng ta có thể làm chính là không ngừng tìm cách sống sót ở nơi này, nắm giữ bí mật của tất cả các phòng, cho tới khi rời khỏi nơi này. An Nam nói, thật đáng tiếc, rất nhiều người đều đã thất bại, bọn họ chết ở chỗ này. Ngươi đã ở lại nơi này bao lâu? Dương Gian lại hỏi. Đã rất lâu rồi, ở chỗ này không có khái niệm về thời gian, cụ thể là bao lâu thì ta cũng không rõ ràng lắm. An Nam nói, ta chỉ biết khi ta tỉnh lại cũng đã ở trong một căn phòng kia là số 100, cho tới trước mắt đó vẫn là một căn phòng an toàn, bên trong không có ác quỷ. Tuyệt đối không có khả năng này, ở loại địa phương này vẫn sống sót cho tới tận bây giờ, ngươi cho rằng chúng ta dễ bị lừa như thế sao? Lý Dương nghe vậy tỏ vẻ không tin, cảm thấy bản thân đang bị lừa gạt. Lời nói này có trăm ngàn chỗ hở, giữa những hàng chữ đều bày tỏ thái độ qua loa. An Nam lại nhìn hắn nói, ai nói cho ngươi là ta vẫn luôn sống sót cho tới bây giờ? Ta đã chết rất nhiều lần, lần này chỉ là một lần ta sống sót lâu nhất mà thôi. Chỉ là mỗi một lần tử vong thì ta đều sẽ quay trở lại căn phòng kia, mất hết ký ức, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Không ngờ có loại chuyện này. Đồng Thiến nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Chết rồi còn có thể không ngừng sống lại, chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2504, không ngừng lặp lại trải qua 2. Căn phòng số 100 có thể khiến ngươi không ngừng sống lại. Tạm thời cho rằng thật sự có một căn phòng như vậy đi. Đôi mắt Dương Gian nhíu lại, nói cách khác, hiện tại ngươi chết đi thì ngươi sẽ mất đi tất cả ký ức có liên quan tới nơi này, trở lại thời điểm vừa mới tiến vào nơi này. Sau đó lại lần nữa trở nên hoàn toàn không biết gì cả, bắt đầu tìm kiếm phương pháp rời đi chỗ này, vòng đi vòng lại. Không sai, chính là như thế. An Nam mặt không chút biểu cảm, nói. Vậy thì làm sao ngươi có thể biết được bản thân đã trải qua chuyện như thế, nếu như ngươi bị mất đi toàn bộ ký ức? Theo lý thuyết ngươi không có khả năng biết được bản thân sẽ sống lại ở trong căn phòng số 100 mới đúng. Đồng Thiến hỏi. An Nam nói, ta sẽ ghi lại một số chuyện ta đã từng trải qua ở căn phòng số 102 bên cạnh, tiền đề là ta có thể thuận lợi quay lại, bởi vì không phải mỗi lần đều được thuận lợi như vậy. Phần lớn trong quá trình những lần ta rời khỏi căn phòng số 100 tìm kiếm đường ra ta sẽ chết đi, hơn nữa xác suất đó là rất cao. Nhưng mà thời gian lại có thể biến sự kiện có xác suất nhỏ thành xác suất lớn. Trong căn phòng số 102 có ghi lại những chuyện mà ta từng trải qua khi may mắn còn tồn tại trở về. Tại sao không ghi lại ở trong căn phòng số 100? Như thế thì mỗi lần sau khi chết đi và quay lại căn phòng kia thì ngươi đều có thể nhìn thấy. Đồng Thiến nói, mỗi lần sau khi ta chết đi, hết thảy trong căn phòng số 100 đều sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Bao gồm ghi chép mà ta ghi lại cũng sẽ bị hủy diệt, cho nên ta chỉ có thể để lại đánh dấu ở trong căn phòng khác. An Nam nói, Dương Gian nói, ngươi bị nhốt ở chỗ này lâu rồi mà còn có những người khác xuất hiện ở chỗ này. Vậy thì ngươi hoàn toàn có thể tìm hiểu tin tức từ những người khác để biết được rốt cuộc thời gian bên ngoài đã trôi đi bao lâu. Tính từ thời gian hiện tại của các ngươi, ta đã bị nhốt ở nơi này ít nhất 82 năm. An Nam nói, đây là một con số khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. 82 năm, quá dài lâu, thật sự không thể tưởng tượng. Nổi một người ở địa phương quỷ quái này không ngừng sống lại rồi chết đi, lặp đi lặp lại 82 năm. Cho nên ngươi là người thời kỳ dân quốc. Đôi mắt Dương Gian nhíu lại. Đúng vậy, An Nam nói. Khi đó ta là một người sinh viên, ta tham gia một cuộc diễu hành biểu tình ở trên đường cái. An Nam nói, Hương Lan là ai? An Nam nói, nàng là người tiến vào nơi này cùng một đợt với ta, nàng cũng có thể lặp đi lặp lại sống lại giống ta, căn phòng của nàng là số 70, ta gặp được nàng trong một lần ngẫu nhiên. Mỗi một căn phòng có số tròn trục đều có thể khiến cho người ở trong đó lặp lại sống lại. Dương Gian chú ý tới những con số này, An Nam là 100, Hương Lan là 70. Nói cách khác, còn có căn phòng số 20, 30, 40, vân vân. Khó trách hắn nói nơi này không chỉ có một mình hắn. Mà theo sau An Nam lại nói, cũng không phải mỗi một lần lặp lại sống lại đều có thể thành công, có đôi khi sẽ thất bại.
Có một số người mà ta từng gặp ở một vài căn phòng sau này đã không còn tái xuất hiện. Căn nhà này che giấu quá nhiều nguy hiểm, quá khủng khiếp. Có một số ác quỷ giết chết ngươi sau đó sẽ dẫn tới ngươi sống lại thất bại. Tình huống của Hương Lan chính là như thế, nàng đã chết, sau đó không thể sống lại, ta đã không tìm được nàng ở trong căn phòng số 70 nữa. Thì ra là như thế. Vẻ mặt của Dương Gian hơi biến đổi, chẳng qua ta chỉ có thể tạm thời tin tưởng lời của ngươi nói, sự thật có phải giống như ngươi nói hay không thì còn cần đi nghiệm chứng. Đừng nói cho ta rằng nơi này chỉ có một mình ngươi không ngừng sống lại hơn 80 năm, không còn người sống sót nào khác sao? Có. A Nam vô cùng khẳng định nói. Ngươi muốn gặp những người khác sao? Dương Gian nói, đó là tất nhiên, nếu là có thể. Đưa cái đầu người kia cho ta dẫn ngươi đi. A Nam nói. Dương Gian không nói hai lời, nhặt cái đầu người chết trên mặt đất kia lên sau đó ném cho A Nam. Nếu đối phương không gây sự, vậy thì hắn cũng sẽ tuân thủ lời hứa. A Nam ôm chặt lấy cái đầu, ngắm nhìn một lúc, sau đó xoay người nói, các ngươi đi theo ta. Chẳng qua ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, trên đường đi bị giết chết thì cũng đừng trách ta hại các ngươi, nơi này có rất nhiều quỷ. Yên tâm, chúng ta không dễ chết như vậy. Dương Gian nói, vậy là tốt rồi. A Nam ôm theo cái đầu người chết, đi về hướng bên ngoài nhà ăn. Dương Gian cũng không sợ hãi, hắn lập tức đuổi theo, sau đó ý bảo Lý Dương và Đồng Thiến đi theo đằng sau, nếu có nguy hiểm gì thì hắn có thể trước tiên xử trí. Nếu hắn làm ra chuyện gì bất thường, trực tiếp ra tay xử lý hắn. Dương Gian nhìn chằm chằm vào A Nam ở đằng trước, trong lòng hiện ra ý nghĩ như thế. Chú ý xung quanh, cẩn thận nguy hiểm. Lý Dương nhỏ giọng nói. Đồng Thiến khẽ gật đầu nói, ta biết, yên tâm, ta không chủ quan như thế. Chẳng qua ngươi cảm thấy chuyện A Nam kể là thật hay là giả. Là thật hay giả cũng không quan trọng. Chúng ta không có nhiều tinh lực như thế để xác định chuyện này thật hay giả. Chúng ta chỉ cần xem kết quả xuất hiện là thật hay giả cũng được xác định. Lý Dương nói, dù sao thì trong lòng ta giữ thái độ hoài nghi. Ta cảm thấy lời hắn nói là thật, hắn vẫn luôn tỏ ra rất để ý tới cái đầu người chết kia, người phụ nữ đã chết kia hẳn chính là Hương Lan, Đồng Thiến nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2505, sử dụng thang máy 1. Tuy rằng hoàn cảnh khắp nơi này lộ ra hơi thở quỷ dị, nhưng mà trang hoàng và kết cấu lại giống khách sạn Grand Caesar như đúc, ít nhất sẽ không có nguy cơ lạc đường khi đi lại ở nơi này. Chỉ là nơi này không có lối ra, đây là một căn nhà không thể thoát ra ngoài. Ngay cả quỷ cũng bị nhốt ở chỗ này, càng đừng nói là người sống. Giờ phút này, Nam ôm một cái đầu người phụ nữ chết đi ở phía trước. Hắn cũng khá là quen thuộc nơi này, bước chân không nhanh không chậm, cũng không nhìn ngang ngó dọc, dường như ở trong đầu hắn có một tuyến đường an toàn cố định. Có một số thời điểm rõ ràng đi thẳng là có thể đi qua, nhưng A Nam lại cứ một hai phải đi vòng qua. Tuy rằng làm như vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng ít nhất lại chứng minh lộ tuyến này là an toàn. Một đường đi tới không hề bị linh dị tập kích, chẳng qua hành vi như vậy cũng khiến cho Dương Gian đi ở phía sau nảy sinh cảnh giác trong lòng. Bởi vì không thể loại trừ A Nam có hiểm nghi cố ý đi đường vòng. Nếu hắn thật sự vô cùng quen thuộc nơi này, cũng không phải không có khả năng hắn sẽ lợi dụng chốn nguy hiểm ở nơi này để đối phó với mấy người bọn họ. Chẳng qua trước mắt cũng không có chứng cứ cho thấy A Nam có ý định chơi xấu, Dương Gian cũng ra vẻ không nhìn thấy. Thật là muốn đọc ký ức của hắn, cũng không biết lần này hắn đã sống sót được bao lâu, trong đầu có bao nhiêu ký ức. Dương Gian âm thầm nghĩ trong lòng, phương pháp ổn thỏa nhất chính là đi xem căn phòng số 102 trong lời kể của hắn. Nếu hắn ghi chép lại tất cả những chuyện đã trải qua trong 82 năm qua, như vậy đoạn trải qua này sẽ mang theo lượng lớn tin tức và chân tướng có liên quan tới nơi này. Chẳng qua cũng không thể loại trừ trường hợp căn phòng số 102 là một cái bẫy, muốn dụ dỗ ta đi vào. Hết thảy ở nơi này đều rất bình thường, không phát hiện bất kỳ chỗ nào không thích hợp. Giờ phút này Đồng Thiến nhỏ giọng nói, ba khuôn mặt của hắn đều đang cảnh giác nhìn xung quanh. Một đường đi tới, ngoại trừ hoàn cảnh nơi này có chút áp lực và quỷ dị, cũng không có bất kỳ ác quỷ chân chính nào xuất hiện. Lý Dương phụ trách đi sau trông chừng, hắn không nói một lời, cũng đang quan sát xung quanh. Ta đã dẫn các ngươi đi tuyến đường an toàn, tránh đi tất cả chỗ nguy,
hiểm, không thì trong đoạn đường vừa rồi ít nhất sẽ bị ba con ác quỷ tấn công. Con thứ nhất là một con ác quỷ đứng ở giữa một ngã tư đường, con ác quỷ kia không nhìn thấy, chỉ biết xuất hiện ở giữa ngã tư đường. Bất kỳ người nào đi qua cái giao lộ kia đều sẽ bị lạc phương hướng, vĩnh viễn không có biện pháp rời đi nơi đó. Cái thứ hai là một quả bóng cao su ở trong một góc không nổi bật ở lối đi, kia cũng là một con ác quỷ, một khi tới gần, quả bóng sẽ tự động lăn về phía ngươi, chỉ cần khiến cho quả bóng cao su đến gần ngươi tới một phạm vi nhất định, ngươi sẽ bị ác quỷ giết chết. Cái thứ ba là một tấm cửa kính, nhìn có vẻ bình thường, trên thực tế cửa kính sẽ phản chiếu bóng hình của một con ác quỷ. Một khi ngươi đi ngang qua cánh cửa kính kia, con ác quỷ sẽ hiện ra thân hình, sau đó theo dõi ngươi. A Nam vừa đi vừa miêu tả mấy chỗ nguy hiểm mà vừa rồi bọn họ không phát hiện ra. Dường như hắn vô cùng hiểu biết tin tức về những chỗ nguy hiểm và ác quỷ ở kia, kể ra giống như kể chuyện nhà. Thiệt hay giả? Đồng Thiến cảm thấy quái lạ. Mấy chỗ kia nàng đều đã quan sát rồi, quả thật không phát hiện ra điều gì. Dương Gian có năng lực đã từng gặp là không quên được, hắn lập tức nhớ lại mấy chỗ tránh đi vừa rồi. Quả thật tồn tại một cái ngã tư đường, còn có quả bóng cao su bị vứt bỏ ven đường, cùng với một tấm cửa kính cũ xưa. Mấy thứ này khá giống với mối nguy hiểm mà A Nam đã nói. Đại khái lời A Nam nói là thật. Ngươi có thể sống sót ở chỗ này thật là không đơn giản, nơi linh dị tràn ngập sự nguy hiểm cũng có thể hiểu biết tỉ mỉ như thế. Dương Gian nói, A Nam không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, đều do sự lần lượt hy sinh đổi lấy. Chẳng qua không phải địa phương nào cũng có thể đi đường vòng né tránh, có một số chỗ có ác quỷ bồi hồi là không đi vòng qua được, một lần đi qua, đều cần phải gánh chịu sự nguy hiểm nhất định. Nói xong hắn bèn dừng lại bước chân, nói, ví dụ như nơi này. Ở trước mặt hắn là một cái thang máy của khách sạn, giờ phút này cửa thang máy đang mở ra, bên trong lập lòe ánh đèn, dường như ở trong hoàn cảnh này cái thang máy này vẫn còn có thể sử dụng được. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2506, sử dụng thang máy 2. Nơi chúng ta muốn tới là tầng 4, muốn đi lên thì nhất định phải đi thang máy, bởi vì tầng 3 đã bị ác quỷ phong tỏa, chỉ còn có cái thang máy này liên tiếp tầng 2 và tầng 4. A Nam chỉ vào cái thang máy trước mắt này nói. Dương Gian cau mày, trong loại hoàn cảnh này còn có một cái thang máy có thể sử dụng được, không cần phải nói, chắc chắn thang máy này có quỷ. Là có quỷ, nhưng con quỷ này không phải lúc nào cũng giết người, phải xem sự may mắn. Chẳng qua ta tin tưởng dựa vào năng lực của các ngươi, đối kháng với sự tập kích của con ác quỷ này cũng không thành vấn đề. A Nam nói, chuyện này so với xông vào tầng 3, cái giá phải trả ít hơn nhiều. Giờ phút này Lý Dương lại đi lên trước, nói, làm thế nào chúng ta biết được đi thang máy này thì an toàn nhất mà không phải là nguy hiểm nhất. Bốn người chúng ta cùng đi thang máy, nhỡ đâu thang máy xảy ra vấn đề thì ba người chúng ta đều sẽ chết, mà ngươi lại có thể sống lại ở trong cái gọi là căn phòng số 100. Ngươi trả giá một lần sống lại đổi lấy tính mạng của ba người chúng ta, cọc mua bán này không lỗ. Hắn suy nghĩ rất nhiều, hoài nghi đây là một cái bẫy, có lẽ những lần đi vòng tránh khỏi nguy hiểm trước đó là để tạo sự tin tưởng dẫn tới một bước này. Nếu các ngươi không tin thì có thể đi thang bộ qua tầng 3, chẳng qua ta sẽ đi thang máy lên tầng 4 trước, đến lúc đó chúng ta có thể tận trung ở tầng 4. Chẳng qua các ngươi phải đi nhanh lên, ta sẽ không chờ đợi các ngươi lâu, nơi này khắp trốn đều là nguy hiểm, ta không muốn đứng ở nơi đó một thời gian dài để rồi bị thứ quỷ gì đó theo dõi. Ngữ khí của A Nam cũng rất lạnh lùng, hắn tỏ vẻ không quan tâm, không tức giận, cũng không phản đối đám người Dương Gian đi thang bộ. Lý Dương không nói lời nào, hắn nhìn Dương Gian, vẫn là để đội trưởng đưa ra quyết định cuối cùng. Vừa rồi hắn nói như thế cũng không phải thật sự nghi ngờ A Nam, chỉ là nói ra cái khả năng này để xem phản ứng của A Nam là như thế nào mà thôi. Chuyện này là thật hay là giả, còn cần Dương Gian tự phân biệt. Thang máy có quỷ là thật, tầng 3 có quỷ hẳn cũng là thật, nếu ngươi nói mức độ nguy hiểm của con quỷ trong thang máy nhỏ hơn quỷ ở tầng 3, vậy thì chúng ta sẽ tin tưởng ngươi một lần, cùng ngươi đi thang máy. Sắc mặt Dương Gian rất bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. A Nam không nói lời nào, chỉ là ôm cái đầu người chết kia trực tiếp đi vào trong thang máy. Đồng Thiến hơi có chút do dự, nhưng thấy Dương Gian đã đưa ra quyết định thì cũng không nói gì thêm,
cùng Lý Dương đi vào trong thang máy. Đây là một cái thang máy hiện đại, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị lão hóa nghiêm trọng, trong thang máy tràn đầy một mùi hư thối. Hơn nữa trên đỉnh thang máy còn đang phát ra tiếng nước nhỏ giọt tí tách, trên vách tường bên cạnh còn tàn lưu một ít vết máu khô khốc cùng với vết móng tay cào xước. Tựa hồ ở chỗ này đã từng xảy ra một chuyện khủng khiếp gì, có người bị linh dị tập kích. A Nam lại tỏ vẻ nhìn mãi thành quen, hắn rất quen thuộc ấn nút thang máy đi lên tầng 4, sau đó lại ấn nút đóng cửa thang máy. Thang máy bắt đầu di chuyển, phát ra âm thanh kẽo kẹt, tuy rằng không biết âm thanh này phát ra từ nơi nào, nhưng cuối cùng cửa thang máy đã đóng lại. Chỉ là cửa thang máy cũng không phải, hoàn toàn đóng lại, có một nửa cánh cửa hình như đã bị hỏng rồi, nghiêng lệch sang một bên, lộ ra một lỗ hổng. Sắc mặt Dương Gian khẽ thay đổi, mắt quỷ của hắn không an phận chuyển động qua lại, dường như đã phát hiện ra thứ gì. Không chỉ là hắn, hai người Đồng Thiến và Lý Dương cũng cảm thấy xung quanh có bất thường, dường như trong thang máy có ác quỷ đang âm thầm nhìn trộm bọn họ, khiến cho người cảm thấy rất không thoải mái. Cũng may bọn họ đều là người ngự quỷ có kinh nghiệm phong phú, cũng bởi vì xuất hiện loại cảm giác này mà hô to gọi nhỏ, bọn họ rất bình tĩnh thản nhiên, chuẩn bị sẵn sàng xử lý tình huống. Thang máy chuyển động, nhưng thang máy lại không phải di chuyển hướng lên trên, thế mà đang di chuyển hạ xuống. Đây không phải lên tầng 4, Dương Gian lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2507, sử dụng thang máy 3. A Nam nói, đây là đi tầng 4, tầng 4 là ở dưới. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói, trong thang máy có quỷ, ta đã nói cho ngươi chuyện này, cho nên trong tình trạng bị linh dị quấy nhiễu, làm sao ngươi có thể khẳng định thang máy này là đang đi xuống mà không phải là đi lên? Đôi mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy được hết thảy ở trong thang máy, không có cách nào nhìn thấy đồ vật bên ngoài thang máy. Cảm giác của con người là có thể bị đảo lộn, hiện tại ngươi dùng cái gì để phán đoán đang đi lên hay là hạ xuống? A Nam hỏi ngược lại. Dương Gian hơi nhíu mắt lại, ngươi nói có lý, linh dị là có thể đảo ngược cảm giác, chẳng qua ngươi vẫn luôn nói trong thang máy có quỷ, vậy thì con quỷ kia ở đâu? A Nam không nói lời nào, chỉ là ánh mắt hơi nhìn hướng lên trên. Tí tách, tí tách. Trong lúc thang máy đang chuyển động, trên đỉnh thang máy vẫn như cũ truyền đến tiếng tí tách. Đồng Thiến vừa định ngẩng đầu nhìn lên, lại bị A Nam ngăn lại, không nên. Ngẩng đầu nhìn xem, ngươi vừa ngẩng đầu lên thì thang máy sẽ dừng lại, một cái xác chết sẽ rơi xuống từ trên nóc thang máy, đến lúc đó quỷ sẽ bắt đầu giết người. Nếu các ngươi xử lý con quỷ này, như vậy thang máy sẽ không thể hoạt động, không cách nào đưa chúng ta lên tầng 4, cho nên cứ để con quỷ nhìn chằm chằm chúng ta là được. Chờ chúng ta tới nơi rồi, khi quỷ tấn công chúng ta hoàn toàn có thể đi ra thang máy thoát khỏi sự tập kích của ác quỷ. Nó không thể rời khỏi thang máy quá xa. A Nam nói ra kinh nghiệm và phương pháp xử trí của mình. Hắn cần lợi dụng lực lượng linh dị của quỷ để duy trì hoạt động của thang máy, lại phải chịu đựng ác quỷ nhìn trộm, phòng ngừa trên đường di chuyển ác quỷ khiến thang máy dừng lại giết người. Nghe thấy lời này, Đồng Thiến lập tức ngừng lại động tác ngẩng đầu, nhưng sau khi nghe A Nam nói như vậy, lại càng thêm cảm thấy có thứ gì đang nằm bò trên nóc thang máy. Không, đây không phải ảo giác, mà là thật sự. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu sền sệt thế mà từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Giọt máu sền sệt xẹt qua trước mắt, rơi xuống dưới chân, vết máu bắn ra tạo thành từng đóa hoa máu. Trên nóc thật đúng là có quỷ. Lý Dương cũng hơi híp mắt, cảm giác được nguy hiểm. Thang máy tiếp tục vận chuyển. Sau khi mọi người biết được nguy hiểm bèn duy trì yên lặng. Nhưng mà theo sau bọn họ phát hiện ra thang máy đã di chuyển được khoảng 3 phút, thời gian này đã vượt xa thời gian cần có để lên tới tầng 4. Chẳng lẽ cảm giác lại bị đảo ngược? Nhìn lại màn hình điện tử. Hiển thị trên màn hình là hỗn loạn, không có cách nào thể hiện chính xác số tầng, chỉ có thể thấy con số đang không ngừng nhấp nháy. Đã tới tầng 3, cái tầng này là nguy hiểm nhất, cho dù đi thang máy ngang qua cũng có khả năng bị ác quỷ xâm lấn, chẳng qua có thang máy bảo hộ, chúng ta vẫn tương đối an toàn. A Nam lại nói, cũng không biết hắn làm thế nào phán đoán, được thang máy đã tới tầng 3, nhưng mà hắn vừa mới nói xong. Thang máy đột nhiên va chạm phải thứ gì, phát ra một tiếng vang ùn lớn, sau đó rung chuyển dữ dội. Ánh đèn bên trong thang máy không ngừng nhấp nháy,
Thang máy vốn dĩ đang hoạt động thế mà giờ phút này như bị mắc kẹt, răng rắc rung lắc, không có cách nào tiếp tục di chuyển. Bỗng nhiên, bên ngoài cánh cửa thang máy chưa đóng kín, trong một mảnh bóng tối, có một đôi bàn tay màu xám lạnh lẽo thò ra, đôi bàn tay kia túm lấy cửa thang máy, bám chặt vào cửa. Không, không chỉ một đôi tay, hai đôi, ba đôi, bốn đôi. Rậm rạp bàn tay duỗi ra từ trong bóng tối, toàn bộ đều túm lấy cửa thang máy. Cửa thang máy vốn dĩ cứng rắn thế mà giờ phút này bắt đầu vặn vẹo biến dạng, khiến cho khe cửa vốn dĩ đã để hở càng lúc càng mở rộng ra. Mà theo tiếng bẻ ra cánh cửa thang máy càng lúc càng lớn, một tiếng bước chân cộp cộp vang vọng ở trên ngoài thang máy, trực tiếp thẳng tắp đi tới nơi này. Thang máy gặp phải linh dị áp chế, ánh đèn vốn dĩ đã lập lòe mờ tối giờ phút này cũng trở nên vô cùng tối tăm. Phải biết rằng cái thang máy này cũng là nơi ký túc của một con ác quỷ, cũng là bí mật mang theo linh dị. Nhưng giờ phút này rất rõ ràng là con ác quỷ bên ngoài càng đáng sợ hơn, con ác quỷ bên trong thang máy không cách nào ngăn cản đã bị cưỡng chế chặn lại. A Nam nói không sai, quỷ ở tầng 3 quả thật càng đáng sợ hơn, hắn lựa chọn đi thang máy cũng là chính xác. Đến lúc dựa vào các ngươi rồi, phải đuổi đi con ác quỷ ở bên ngoài xâm lấn vào, nếu không thang máy không có cách nào khôi phục bình thường. Hắn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2508, tầng 3 hung hiểm 1. Thang máy di chuyển đi xuống mất 3 phút, trên đường đi ngang qua tầng 3 không những bị chặn, lại còn có ác quỷ xâm lấn vào trong thang máy. Một cái thang máy linh dị lại bị vô số bàn tay mạnh mẽ bẻ cửa ra. Thang máy kẽo cà kẽo kẹt rung động, treo ở giữa không trung lung lay, dường như lập tức sẽ bị đứt dây mà rơi xuống. Mà bên ngoài cửa thang máy đang bị bẻ ra, một chuỗi tiếng bước chân vang lên trong bóng tối đang nhanh chóng tiến tới gần. Tiếng bước chân kia nghe có vẻ không nhanh, nhưng tốc độ di động lại rất mau, như là một con ác quỷ mạnh mẽ đang lao thẳng về phía mọi người. Giờ phút này A Nam lại bắt đầu tỏ vẻ không hỗ trợ, hắn không định ra tay, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát, giao chuyện xử lý ác quỷ tầng 3 cho đám người Dương Gian. Dù sao ác quỷ xông vào, muốn chết thì mọi người cùng chết. Mà A Nam chết rồi còn có thể sống lại ở trong căn phòng số 100, nhưng đám người Dương Gian thì không thể. Đội trưởng, để ta. Giờ phút này, Lý Dương không chút do dự đứng ra. Trong hoàn cảnh này, năng lực của hắn càng phù hợp hơn. Được, ngươi thử đi. Dương Gian gật đầu. Vừa dứt lời, Lý Dương bèn tiến lên một bước, đôi tay đặt ở trên cánh cửa thang máy vặn vẹo biến dạng kia. Con ác quỷ mà hắn khống chế đầu tiên chính là quỷ chặn cửa, có thể chặn lại cửa phòng, hoàn toàn phong kín một căn phòng. Cái năng lực linh dị này không chỉ có thể dùng để giam giữ ác quỷ mà còn có thể dùng để bảo hộ mọi người trong phòng không bị ác quỷ bên ngoài xâm lấn. Giờ phút này bên trong thang máy hình thành một không gian cùng loại với căn phòng, trong thời khắc này quỷ chặn cửa vừa lúc có thể hoàn mỹ phát huy năng lực. Ngay sau đó, đằng sau cánh cửa thang máy đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng mơ hồ giấu đằng sau bóng tối, thân hình kia tựa như một cái xác chết căng phồng, chặn ở nơi này, ngăn cản hết thảy linh dị đến gần. Lực lượng linh dị của quỷ gõ cửa vừa xuất hiện, vô số bàn tay màu xám cho dơ bẩn đang muốn bẻ ra cánh cửa thang máy đột nhiên, giống như bị bỏng một chút, bắt đầu không ngừng rụt lại. Một cái, hai cái, ba cái. Bàn tay quỷ dị không ngừng bị đuổi đi, cánh cửa thang máy bị bẻ ra cũng dần dần đóng lại dưới sự ảnh hưởng của một lực lượng linh dị khác. Khép kín, ngay cả ánh đèn trong thang máy cũng dần dần được khôi phục, không còn xu thế tắt lụm như lúc trước. Nếu tiếp tục kiên trì như thế thêm một lúc, dựa vào linh dị của quỷ chặn cửa có thể hoàn toàn ngăn cách sự xâm lấn của ác quỷ ở tầng 3. Giờ phút này sắc mặt của Lý Dương cũng vẫn như thường, không cảm thấy áp lực rất lớn gì. Rõ ràng trong quá trình đối kháng linh dị, hắn đang chiếm phần thắng. Các ngươi có thể đi vào nơi này quả thật không tầm thường, tùy tiện chọn một người cũng có thể đối kháng với sự xâm lấn của linh dị ở tầng 3 này. A Nam thấy tình hình như vậy cũng có chút kinh ngạc nói. Dương Gian nói, hiện tại vui mừng còn quá sớm, thang máy còn chưa được hoàn toàn phong kín, linh dị xâm lấn còn đang tiếp tục, hơn nữa con quỷ chân chính còn chưa xuất hiện. Sắc mặt hắn lại rất nghiêm túc nặng nề, cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Quả thật linh dị của quỷ chặn cửa rất lợi hại, có thể phong tỏa một căn phòng,
nhưng ác quỷ tầng 3 cũng đồng dạng xâm lấn mạnh mẽ. Một cái thang máy chỉ đi ngang qua cũng bị chặn lại, chứng tỏ cấp bậc khủng khiếp của thứ này không chỉ đơn giản như hiện tại nó đang thể hiện ra. Nó tới. Bất chợt, sắc mặt Lý Dương biến đổi, hắn cảm giác được thứ gì đang tới. Uỳnh. Bỗng nhiên, một tiếng va chạm rất lớn vang lên, trong bóng tối bên ngoài thang máy dường như có thứ đáng sợ hung dữ gì xông tới hung hăng đâm vào thang máy. Va chạm mạnh mẽ như vậy, ngay cả linh dị của quỷ chặn cửa cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ cần một lần va chạm như thế, cánh cửa thang máy vừa mới được khép lại hơn một nửa lại bị đụng vào lõm xuống một mảng lớn. Giờ phút này ngay cả thân hình mơ hồ của con ác quỷ ngoài cửa kia cũng vặn vẹo một chút rồi sau đó biến mất không thấy. Ánh đèn trong thang máy cũng bất ngờ tắt ngúm, nhưng đại khái 2 giây sau lại lần nữa sáng lên. Giờ phút này, linh dị của quỷ chặn cửa thế mà bị mạnh mẽ bức lui. Thân thể Lý Dương lung lay một cái, ngã lui về sau vài bước, theo sau hắn mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi. Quỷ chặn cửa của hắn có thể bộc lộ ra lực lượng linh dị mạnh hơn lúc hắn mới bắt đầu khống chế nó rất nhiều. Lại không ngờ rằng như thế cũng không thể hoàn toàn chặn được một lần tập kích của con ác quỷ ở bên ngoài cửa. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy rằng ác quỷ ở tầng 3 đã áp chế lực lượng linh dị của Lý Dương, nhưng rốt cuộc vẫn bị cản lại, chưa trực tiếp xâm lấn vào trong thang máy. Nhưng mà Lý Dương lùi lại. Bên ngoài cửa thang máy lại thò ra hàng loạt đôi bàn tay màu xám cho, những bàn tay này liên tiếp với bóng tối, lại lần nữa ý đồ bẻ ra cửa thang máy. Mà lúc này đây tốc độ xâm lấn của chúng càng nhanh, thời gian mới trôi đi vài giây mà cửa thang máy cũng đã bị mở ra hơn một nửa. Trong bóng tối lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất mau, rất dồn dập, ác quỷ trong bóng tối dường như lại một lần chuẩn bị tập kích thang máy. Sắc mặt Lý Dương trầm xuống, hắn nâng lên cánh tay khô khốc gầy gò tràn đầy nếp nhăn kia, đây là nguyền rủa khống chế quỷ mở cửa. Giờ phút này hắn muốn thả ra loại nguyền rủa mạnh mẽ này để xua đuổi con ác quỷ bên ngoài. Không cần liều mạng như vậy, không đáng. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2509, tầng 3 hung hiểm 2. Lúc này Dương Gian vỗ vai hắn nói, đối kháng với ác quỷ là không sáng suốt. Tuy rằng ngươi khống chế 3 con quỷ nhưng cũng chỉ đang trong một loại trạng thái cân bằng, đối kháng linh dị trong thời. Gian dài sẽ khiến tình trạng của ngươi chuyển biến xấu, nếu bên ngoài hung dữ như vậy, không cần đánh bừa với nó. Trong lúc nói chuyện, không biết từ khi nào trong tay hắn đã xuất hiện một cái ngọn nến màu đỏ. Nến quỷ, Đồng Thiến lập tức nhận ra. Dương Gian không nói nhiều lời mà đốt cháy cái ngọn nến quỷ màu đỏ này, sau đó không chút do dự nhanh chóng ném ra ngoài. Nến quỷ màu đỏ bốc cháy tỏa ra ánh sáng màu xanh lá âm u lạnh lẽo, giờ phút này nến quỷ xuyên qua khe hở cửa thang máy bay ra ngoài. Vừa mới bay ra khỏi thang máy, ngọn lửa của nến quỷ trong khoảnh khắc lập tức bùng lên, ánh lửa trở nên vô cùng sáng lạn lóa mắt. Những đôi bàn tay màu xám cho đang bám chặt lấy thang máy giờ phút này rụt về trong bóng tay một cách nhanh chóng trong nháy mắt, biến mất sạch sẽ, ngay cả bóng tối ở phụ cận cũng bị xua tan. Lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng rốt cuộc đằng sau những đôi bàn tay màu xám cho kia là cái gì. Không ngờ là một đống xác chết chồng chất, những cái xác chết này chất đống cạnh nhau giống như một bức tường xác chết dày đặc sắp bao trọn nuốt hết thang máy. Hơn nữa những cái xác chết đó đã chết đi lâu ngày, cũng không hư thối, chỉ lộ ra một cánh tay màu xám cho ở bên ngoài. Không, không chỉ là phụ cận xung quanh cửa thang máy. Ở bên ngoài thang máy, xác chết chất đống vẫn luôn kéo dài tới sâu bên trong bóng tối, số lượng nhiều tới mức chỉ liếc nhìn một cái đã khiến người ta da đầu tê dại. Hơn nữa giữa đống xác chết có sắp xếp dọn ra một lối đi nhỏ hẹp. Cái lối đi nhỏ bé này chỉ vừa đủ cho một người đi lại. Nến quỷ tiếp tục xẹt qua giữa không trung, tốc độ thiêu đốt đạt tới một mức kinh người, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã thiêu đốt hết gần một nửa. Ngọn lửa bùng cháy giống như một quả cầu lửa nổ tung. Thật sự là xung quanh có quá nhiều linh dị, không, phải nói là quá mức khủng khiếp, bên trong xác chết chồng chất không biết ẩn, chứa bao nhiêu nguy hiểm, ở trong loại hoàn cảnh này nến quỷ chỉ có thể liều mạng thiêu đốt, tản ra ánh sáng để đối kháng với bóng tối và nguy hiểm ở nơi này. Khi ngọn lửa của nến quỷ cháy bùng tới đỉnh điểm, tất cả mọi người trong thang máy nhìn thấy. Trên con đường nhỏ còn sót lại giữa đống xác chết chồng chất,
một bóng người quỷ dị đứng sừng sững ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này nến quỷ đã sắp rơi xuống trên mặt đất, ánh lửa chỉ soi sáng nửa người dưới của con ác quỷ kia. Đó là một thân thể mặc một cái quần dài cũ xưa rách nát, bên dưới quần dài lộ ra một đôi chân có màu sắc màu xám cho lạnh băng giống như những xác chết xung quanh. Chẳng qua móng chân cái lại là màu đen, để lộ ra một loại hơi thở quỷ dị không nói lên lời. Ác quỷ lùi lại phía sau một bước. Ánh lửa của nến quỷ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng nến quỷ lăn một vòng trên mặt đất sau đó thiêu đốt gần như hoàn toàn hết sạch, trực tiếp dập tắt. Một ngọn nến quỷ, ở trong loại hoàn cảnh này thiêu đốt gần như hết sạch, thế mà chỉ khiến con ác quỷ kia lùi về sau một bước. Trên mặt Đồng Thiến lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa hãi hùng. Không, nó còn chặn lại lần thứ hai tập kích của con ác quỷ kia. Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm con ác quỷ trong bóng tối kia. Tầm nhìn của mắt quỷ đều bị vặn vẹo, hắn chỉ có thể nhìn thấy thân hình mơ hồ giấu trong bóng tối, không có cách nào nhìn rõ dáng vẻ của con ác quỷ kia. Linh dị quấy nhiễu quá nghiêm trọng, điều này cho thấy con ác quỷ kia quả thật nguy hiểm khủng khiếp không thể tưởng tượng. Thang máy di chuyển, A Nam nói. Đốt cháy một ngọn nến quỷ không phải không có hiệu quả, ngăn chặn ác quỷ bên ngoài, xua tan ảnh hưởng của linh dị, khiến cho thang máy lập tức khôi phục bình thường. Đương nhiên loại bình thường này cũng không phải là bình thường, bởi vì bên trong thang máy cũng có quỷ, chỉ là so sánh với con ác quỷ ở bên ngoài kia. Còn, quỷ ở trong thang máy quả thật chính là một con quỷ đáng yêu. Thang máy vang lên tiếng ong ong, ánh đèn cũng khôi phục bình thường, thang máy lại tiếp tục di chuyển đi xuống. Nhưng mà bóng tối bên ngoài cũng lại lần nữa bao phủ quanh đây, đồng thời tiếng bước chân kia lại lần nữa vang lên quanh quẩn trong bóng tối. Tốc độ rất mau, lại xông tới hướng của mọi người trong thang máy. Có kịp không? Lý Dương híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy trước mắt. Nếu lần này bọn họ có kinh ngạc mà không có nguy hiểm đi ngang qua nơi này, tốn một ngọn nến quỷ cũng là đáng giá. Thực ra cũng không phải là bọn họ sợ. Chỉ là đối kháng với loại ác quỷ này quá nguy hiểm, thắng thì ngươi cũng không giết được nó, thua thì ngược lại sẽ thiệt hại. Lựa chọn của Dương Gian không sai, dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy kết quả an toàn nhất. Không kịp thì lại ném một ngọn nến quỷ ra ngoài. Giờ phút này Dương Gian lại cầm một ngọn nến quỷ nữa trong tay, cũng là màu đỏ. Tiếp tục tiêu hao như thế thì quá có hại. Đồng Thiến nói, ta có thể tiếp tục đối kháng với thứ kia. Dương Gian rất lý trí nói, không cần thiết, chúng ta chỉ đi ngang qua, để lại một ít phí qua đường là được, không cần liều mạng mạo hiểm. Nơi này là khách sạn Grand Caesar, không phải bên ngoài, chúng ta không cần hạn chế con ác quỷ này, hiểu không? Đồng Thiến im lặng, mà một lúc sau, va chạm lại lần nữa xuất hiện. Lúc này tựa hồ thang máy đã rời khỏi phạm vi tầng 3, bọn họ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng vang lớn. Thang máy rung lắc dữ dội vài cái, cuối cùng cũng không bị cản lại, tiếp tục duy trì trạng thái hoạt động đi xuống. Thành công, chúng ta đã thành công đi ngang qua tầng 3. Lúc này A Nam hơi nhẹ nhàng thở ra. Dương Gian nhìn hắn nói, nếu tầng 3 nguy hiểm như thế, vậy thì ngươi làm thế nào đi ngang qua tầng số 3 này? Nhờ may mắn, A Nam nói, không phải lần nào đi ngang qua tầng 3 thì con ác quỷ kia cũng sẽ ngừng. Thang máy, có đôi khi ác quỷ ở cách xa, lúc nó theo dõi thang máy thì thang máy đã đi qua tầng này rồi, con ác quỷ kia không bắt được ta. Tất nhiên có tồn tại sự may mắn, nhưng không phải lần nào ngươi cũng có thể may mắn như vậy chứ, không cho ta một lời giải thích sao? Dương Gian tiếp tục hỏi. A Nam không nói gì, hắn chỉ là vươn ba ngón tay, sau đó chậm rãi đặt lên ba vết máu khô khốc lâu ngày ở trên cánh cửa thang máy kia. Ngón tay và vết máu khớp với nhau một cách hoàn mỹ. Giải thích này có đủ không? A Nam nói. Hiển nhiên không phải lần nào hắn cũng may mắn, cũng từng có lần chết ở nơi này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2510, Phòng An toàn 1. Vài vết máu trong thang máy kia đã chứng minh A Nam từng để lại dấu vết ở nơi này, nói cách khác, ở trong một lần sống lại nào đó. A Nam tiến vào trong thang máy này, hơn nữa đã chết ở chỗ này, chỉ là hắn mất đi một lần ký ức khi đó mà thôi. Nhưng mà dấu vết vẫn còn ở đây, đây là chứng cứ có lợi nhất. Thì ra là thế, dấu vết này là mấy lần trước ngươi sống lại để lại, chẳng qua ngươi khá là chú ý tới chi tiết, một chút dấu vết này cũng có thể phát hiện ra.
Dương Gian quan sát một chút vết máu kia. Chúng tồn tại được ít nhất một tháng trở lên. A Nam nói, một người đầu óc bình thường lần lượt sống lại, sinh tồn lâu dài ở chỗ này, hoặc là chết đi, hoặc là trưởng thành. Lúc này ta tương đối may mắn, đi qua phòng số 102, thu được lượng lớn tin tức tình báo lúc trước, đạt được rất nhiều manh mối có tác dụng. Cho nên ta biết được tương đối nhiều thứ, hơn nữa ở trong loại hoàn cảnh này ta trưởng thành tương đối nhanh. Hy vọng ngươi nói hết thảy đều là thật sự. Dương Gian tạm thời bỏ đi sự nghi ngờ hắn. Chẳng qua trong lòng vẫn như cũ không tín nhiệm hắn. Thang, máy cũ xưa tiếp tục hoạt động, phát ra các loại âm thanh hiếm lạ cổ quái. Thang máy khi thì lung lay, khi thì va chạm phải thứ gì phát ra tiếng vang, ánh đèn trong thang máy cũng thường xuyên dập tắt. Nhưng mặc kệ thế nào, sau khi bị kinh ngạc sợ hãi mà không có nguy hiểm rời khỏi tầng 3, dọc theo đường đi còn xem như tương đối bình tĩnh. Chỉ là tốc độ di chuyển có chút chậm chạp. Trong tình huống bình thường, thang máy đi qua một tầng nhiều nhất chỉ tốn khoảng 4, 5 giây, nhưng mà hiện tại bọn họ lại ở trong thang máy ít nhất 10 phút. Có thứ gì từ trên rơi xuống? Đột nhiên, Đồng Thiến lui về phía sau một bước, đôi mắt trợn to, thế mà nhìn thấy có thứ gì rơi xuống dưới. Chờ nhìn thấy rõ ràng sau, mới phát hiện là từng sợi tóc dài màu đen, trên tóc lây dính vết máu. Những vết màu này đặc sệt biến thành màu đen, mang theo một loại mùi xác chết hư thối, khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, đầu tóc rũ xuống trên nóc thang máy càng ngày càng nhiều, nhưng là một tấm võng lớn màu đen kín không kẽ hở muốn bao phủ mấy người bọn họ ở bên trong. Khặc, khặc. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu còn truyền tới tiếng kêu kỳ quái, giống như tiếng kêu thảm thiết phát ra khi người đang gánh chịu sự tra tấn đau đớn khủng khiếp, lại dường như tiếng xương cốt va chạm khi vặn vẹo tứ chi. Cùng xuất hiện đồng thời với những tiếng động này, mọi người rõ ràng cảm nhận được trên nóc thang máy có thứ gì đang bò lê. Quỷ trong thang máy theo dõi chúng ta ở trong thang máy lâu quá, quỷ sắp bắt đầu giết người. A Nam bình tĩnh nói ra quy luật giết người của con quỷ trong thang máy này, còn chưa tới tầng 4. Lý Dương lập tức nói, bây giờ xử lý con ác quỷ trên nóc này thì chúng ta có thể thuận lợi đi lên tầng 4 không? A Nam nói, không thể, cho nên phải chờ tới giây phút cuối cùng mới được, nếu các ngươi thiếu kiên nhẫn thì có thể ra tay trước. Thật là phiền, phức. Sắc mặt Dương Gian như thường, ngay sau đó, quỷ bóng đằng sau đột nhiên quỷ dị mấp máy. Bóng dáng đen nhánh giống như một vũng mực nước khuếch tán ở trong thang máy. Cái bóng ma khổng lồ này rất mau bò lên dọc theo vách tường thang máy bao trùm về phía trước. Quỷ bóng bao trùm hình thành một vòng bảo hộ, ngăn trở ác quỷ trong thang máy tiến hành động tác tiếp theo. Mái tóc rũ xuống kia rất mau dần dần thu hồi, tiếng động bò lê trên nóc cũng có xu thế thu nhỏ. Nhưng đồng thời với tình trạng này, tốc độ di chuyển của thang máy cũng rõ ràng trở nên chậm rãi, hơn nữa dần dần có xu thế đình chỉ. Dương Gian không muốn tiếp tục áp chế con ác quỷ kia, chỉ có thể rút lại quỷ bóng một chút. Quả nhiên, ác quỷ trong thang máy cũng không xem như vô cùng khủng khiếp, chỉ là quỷ bóng hoàn chính cũng có thể ngăn lại thang máy này. Cho dù nó bắt đầu giết người thì mấy người bọn họ cũng có thể dễ dàng đánh lùi con ác quỷ này, khó trách A Nam sẽ lựa chọn thang máy này để lên tầng 4. Đây thật là con đường an toàn nhất, tuy rằng trên con đường này cũng có quỷ. Theo thời gian trôi đi, thang máy tiếp tục ở bình thường vận chuyển, chẳng qua có quỷ bóng bao phủ, ý định tập kích mọi người của ác quỷ trong thang máy đã giảm bớt rất nhiều. Bọn họ có thể nghe thấy được ác quỷ trên đỉnh đầu không ngừng qua lại bò lê phát ra tiếng động, lại không hề cảm giác được ác quỷ xâm lấn vào trong thang máy. Đại khái lại ở trong thang máy thêm 3 phút nữa. Màn hình điện tử trong thang máy vẫn luôn lập lòe đột nhiên khôi phục bình thường, hiển thị ra một con số bình thường, 4. Ngay sau đó thang máy dừng lại ở tầng này, tới tầng 4 rồi. A Nam nói. Các bạn vừa nghe xong tập 251 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.